Hello anh em nha, cảm ơn em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình vừa mới đặt mua một cái hai cái kính mới. Đây là hai kính RCB, hai kính gù nha anh em. Hai kính hiệu của RCB. Đây, thì khi nãy nhân hàng thì mình đã khui hộp rồi đó anh em, nên là bây giờ mình sẽ bỏ qua cái công đoạn khui hộp nha. Thì mình sẽ được tặng thêm hai cái tem Reaction Boy nè, RCB, và hai cái lục giác nè. Một cái to với một cái nhỏ, một cái to để mình tháo ốc gù, và một cái lục giác nhỏ để mình tháo con ốc này để mình chỉnh được cái độ xoay lên xoay xuống của gương á. Đây thì mình vừa mới đặt mua về một cặp đó nên em thấy góc nhìn cũng khá là xa đó anh em, đó anh em thấy không, chắc chắn luôn. Đây là mã của kính nè, RCB LE96058. Đây thì cái cụm thắng nè, và cái cụm cơm. Thì hai cái cụm này cái chân gương nó dính vào đây luôn nè, nên là nếu mình muốn sử dụng gương thì muốn thay cụm nó phải bỏ cái cặp gương này nè. Do đó mình mới tìm một giải pháp, đó là xài kính gù thử xem như thế nào. Giờ tháo ra thử nha. Rồi sau khi tháo cái gù của mình ra thì phát hiện ra là con ốc này anh em nó to hơn nhiều so với, cho nên là bây giờ chắc mình phải ra thợ rồi, ra thợ thay cái cốt này nè, thay thành cái cốt này rồi sau đó mình mới ấy được. Bây giờ gắn lại về ra thợ ha. Hui. Wow. Tại vì một cái cục bát ở trong á, cái bát răng ở trong á là nó của cái cục gù chống rung này nè, thì cái cục bát ở trong của nó là một cái loại găng nhỏ, còn cái kính gù của mình nó là cái găng nó to lớn lắm, bây giờ mình không biết như nào đóng nó thì không vào, nên là ra thợ họ nhờ họ thay giùm mình để cho nó dễ. Cũng tiết lộ cho anh em biết là sắp tới mình sắp lên Sài Gòn định cư rồi nha anh em, sắp quay trở lại Sài Gòn rồi, ở quê cũng được còn 3 năm rồi anh em ạ, về quê cũng 3 năm rồi. Lúc đầu định cư dưới này luôn, nhưng mà nhu cầu công việc và cuộc sống thì nó lại đưa đẩy mình đi phía nữa. Mà thực chất cũng không phải đưa đẩy gì, mà là đó là cái sự lựa chọn của mình đó các bạn. Mình vẫn có thể lựa chọn sống ở đây nó an nhàn, bình yên, với một cái thu nhập mà nó khiêm tốn. Và nhưng mà mình không lựa chọn như thế này mà, mình lại lựa chọn một cái nước đi nó mạo hiểm hơn, nó sóng gió nhiều hơn, nhưng mà nó sẽ mang lại những cái độ trải nghiệm nhiều hơn cho cuộc đời của mình. Tính nhà anh thay em cái gương gù anh. Gương nè. Dạ. Thay phải không? Dạ. Thay xuống đi vậy. Cái đó là bên phải đó, còn đúng rồi, cái đó còn cái này là bên trái. Đây. Gương không còn lại nữa không? Dạ thôi, không nhiều đó. Kia chạy ok phải không? Dạ, kia ok rồi. Rồi, cái này dạ. Gắn dùng hay gì? Rồi, cái này gắn dùng. Dạ. Đưa ra ốc đầu ra, mình mới ốc dít luôn. Ốc dít trên đây không? Đó đó anh. Dạ. Thì nó có cây ấy này thôi, hai cây lục giác này thôi. Dạ anh đẩy ha. Dạ. Dạ tháo luôn cũng được, tại vì với anh, mình có con ốc nào mình thay gắn gì đây không anh? Để giữ cái đế này nè. Để chứ mình coi thử nha. Dạ. Bao nhiêu em gửi anh Huy? Thôi chạy đi thôi. Rồi cảm ơn. Cắt ra luôn, chỉnh luôn. Dạ rồi. Rồi cảm ơn anh. Thì
cũng gọn đẹp nè anh em, và cái quan trọng là bố côn là còn hơi vướng nè, về mình sẽ chỉnh lại nha, về mình sẽ chỉnh lại. Về đánh giá thì thấy là tầm nhìn về tầm nhìn thì vẫn ngon nha anh em, về tầm nhìn vẫn ok nè, nhưng mà có một vấn đề ấy, là tay côn và tay trái thì tay côn bên tay trái nó hơi khó bóp nè, cũng không phải khó mà là nó hơi vướng á. Mình sẽ quay cho anh em xem. Đó, chưa được sát, nó vướng cái chân cái nắp này nè, về mình sẽ chỉnh lại, thích lại cái vấn đề đó. Nhưng còn về cái vấn đề mà tầm nhìn đó là rất ok luôn nha anh em. Kiến không rung. Mình sẽ chạy nhanh nha, chạy nhanh cho anh em cùng xem cái độ rung của nó. Không rung luôn. Kiến rất ok luôn anh em ơi, nó không rung. Thấy chiếc xe nó cũng gọn hơn nữa. Theo tầm nhìn của mình á là chiếc xe gọn cực kỳ luôn. Còn mà về cái tầm nhìn từ bên ngoài nhìn vào á, lát mình nữa sẽ quay cho anh em cùng xem. Về cái tầm nhìn mà từ người ngoài nhìn vào thì có thể nó sẽ hơi cồng kềnh đấy. Nó hơi đưa ra tí xíu. Nhưng mà về tầm nhìn của người lái thì thấy chiếc xe mình rất là gọn, rất là đẹp. Độ rung góc gọn của kiến thì cũng rất là ok. Kiến còn có độ gọn cái lừa vừa phải, và khi mình đi nhanh sẽ mà thì nó không có rung. Chỉ có một vấn đề là bên tay trái thì mình bóp sẽ không sát. Lát nữa mình sẽ nghiên cứu lại cái vấn đề đó nha anh em. Bây giờ rửa xe cho sạch sẽ cái rồi mình về mình sẽ quay cận cảnh về cái vướng cái tay côn cho anh em cùng xem. Chứ về góc nhìn của này là quá tuyệt vời rồi, quá êm. Thì cái kính nó nhỏ ra nhưng cái góc rộng nó rất là rộng anh em ạ. Mình nhìn về phía sau rất là ok. Em gửi xe á chị. Rồi, đã xong anh em. Bây giờ xe sạch tinh tương luôn. Anh em thấy mỗi lần mà mình kiểu mình vừa rửa xe xong á thì giống như cảm giác giống như cái xe mình nó phục hồi lại nội công vậy anh em ạ. Cảm giác xe mình mạnh vải đái ra luôn. Chạy nghe nó rất là êm, cái máy nó mướt hơn nè, chạy nó sên, thứ nhất là nó sạch sẽ nè, chạy máy cảm giác máy nó mướt hơn rất là nhiều. Và mình khi nãy mình quên báo giá với anh em cặp kính này ha. Một giá của một cái kính đó, một bên nó là 280 mấy nghìn đó anh em, và cả một cặp luôn là 500 mấy nghìn đó, gần 600 nghìn, tiền ship luôn là gần 600 nghìn. Nó rất là đắt luôn, giá khá là cao, nhưng có một cái là chất lượng khỏi phải chê rồi, như mình đã chia sẻ với cái nãy với anh em rồi. Rung thì không rung nè, góc thì rộng đủ nhìn. Vì cái bên trái thì nó hơi vướng tay côn một xíu, thì lát mình sẽ về mình xem thích ra được hay không, mình chỉnh lại. Mà sắp tới mình sẽ thay cái cùng côn để xem cái cùng côn nó có vướng hay không. Tay côn riêng thì bị vướng nha. Đây mình sắp đi thay về cùng côn của RCV á, nên là xem thử có vướng không. Rồi đây, khi nhìn bên ngoài thì nó sẽ như thế này.
tới chưa sao đi chậu em vậy? Đâu vậy? Rồi cái vấn đề này thì mình sẽ không fix được nha em, tại vì mình chỉ còn một cách đó là mình sẽ kéo cái kiến mình đẩy ngược lên tí xíu thì mình bóp dùm sẽ không có vướng. Nhưng mà nếu mình đẩy lên á thì cái này mình sẽ nhìn nó sẽ bị cúp xuống, tại vì đây mình kéo lên là nó hết nắp nè nè. Đây. Đó. Nên em thấy cái núm này mình kéo lên là hết nắp này rồi, cho nên là cách duy nhất là mình sẽ lấy máy mài. Mài bên đây nó hơi mỏng mỏng vô một tí xíu. Đây. Đó. Mài cái phần này cho nó mỏng vào tí xíu. Cũng không ảnh hưởng gì đến em. Cái này giống như là mình hay đi mình cọ cọ nè, thì cái này nó mòn như là bình thường. Ở đây thì mình sẽ mài bên góc này nó nhọn nhọn chút xíu nữa. Để anh bóp vô nó sẽ không bị đụng. Rồi. À, về vấn đề về cái cọ này thì mình không fix được anh em nhé. Do đó mình đã mài một cái ngay cái cùm côn của mình, cái tay côn của mình này nè. Đó, giờ mình bóp sát hơn rồi nè. Đó, vẫn còn đụng đụng nhưng mà đối với mình vậy là ok rồi. Tại vì quan trọng là nó bóp sát vô thôi. Lúc đầu nó bóp không sát, nó dướng như này nè anh em. Khi mình mài xong rồi mình bóp sát côn được rồi. Đó, còn về cái này thì mình không thể nào mình fix được. Tại vì nếu mình fix mình phải bẻ nó xuống, bẻ nó hoặc ngược lên tí xíu, và hoặc ngược lên thì cái kiến này mình sẽ không có thấy, cho nên chỉ như vậy là ok nhất rồi đó. Chịu khó mài cái tay côn đó như vậy nè anh em, mài như vậy là sẽ không vướng nữa và được bóp được sát côn luôn rồi. Vậy nha.